Bây giờ đi về rồi. Vâng. Vâng, tôi cứ lượn đi lượn lại. Hết thời gian rồi. Cái đường này cho nó sáng. Vâng, tùy anh. Cho anh dẫn phải à? Dẫn trái. Dẫn trái. Cô cẩn thận đấy. Xe nào? Anh đi à? Coi chứ. Thế mà chuyển bánh sợ. Xe bước đi qua rồi. Nhà mình mà có cái nhà thờ Đức Bà kia chắc ngoài đèn bên ngoài phải chói lóa. Thì nhà mình có cái nhà thờ lớn đấy. Thì mình phải trang trí đèn nhé. Nhà mình phải trang trí đèn bên ngoài phải chói lóa. Nhà thờ lớn người ta có trang trí nhiều đèn đâu. Chỉ có những ngày Noel thôi. Có. Thế là bình thường. Sáng trưng. Bình thường sáng. Thế là tính rồi. Tính cách dân tộc. Thu hút mọi người đến. Hiện giờ là không được rẽ này đúng không anh? Không được rẽ phải. Chỉ có thẳng mới rẽ trái. Số 2. Ở đây có cái bến số 2 nó chạy ra Pinnacle Flat. Ví dụ như là chi mà muốn ra chỗ ấy để sửa quần áo chẳng hạn, thì đi tổ 3 ra kia xong rồi để đến số 2 đỗ ngay. Chạy ra Bia Lai à? Không. Mới chạy ra Bia Lai không? Cứ nói thế là thành quen.
bán được cả cái đêm không? Bán qua cửa sổ. Chắc vậy. Đây là toàn những người ở đây đấy. Đâu, không phải đấy. Sắp ra là sao đây? Đây này. Bố đang mải tìm chỗ khác không để ý hả? Bố mà chậm thì thôi là kia nó mất chỗ. Đâu. Đang tìm chỗ. Đang tìm chỗ. Chưa nhìn ra. Qua.